Các bạn thân mến, thì hôm nay mình gửi tới các bạn là cái chương trình Aerobe của Banesy. Banesy sẽ tặng cái NTF Rope bộ sưu tầm Big Time. Đấy, cái thẻ truy cập sớm hồ bí ẩn và hơn thế nữa. Thì những cái thẻ này họ sẽ có một cái chương trình tặng này. Thì muốn nhận được thì chúng ta cần phải trả lời câu hỏi các bạn nhé. Đấy, ra mắt vào mùa 22 tháng 7. Thời gian kết thúc là 30 tháng 7 à. Đấy, rất là nhiều giải thưởng và tương đối đẹp các bạn ạ. Thì cái này chúng ta tìm hiểu thêm nhé. Rồi, ok. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi quýt này. Đầu tiên là họ và tên này. First name này. Đấy, email này, email đăng ký nhá. Email đăng ký các bạn gõ vào này. Rồi sau cái đây, tiếp đến là bạn bấm vào cái link này này. Đấy. Bấm vào link này và lấy cái ID này, cái ID đăng ký đây bạn, bạn có ID nhá. À đây này, nó ra ID đây này. Đấy, ID ở dưới này này. Link giới thiệu này, các bạn lấy ID này. Đấy, gửi cái ID vào đây này. Đấy. Country này, country Việt Nam này. Rồi, trả lời câu hỏi thì đáp án 1 là chọn một cái ô observable. How do you find about? Đấy, tìm thấy cái đáp án này ở đâu ấy? Thì bạn có thể chọn Telegram hoặc là Twitter hoặc Instagram hoặc là email tùy bạn. Đấy nhá. Đấy, thì chọn Twitter thì cũng được. Twitter nhiều người chia sẻ đúng không? Rồi ấn tiếp này. Đấy, câu thứ hai này, câu thứ hai thì một điểm. Ừ. Đây nhá, câu thứ nhất này, câu thứ nhất bây giờ câu thứ nhất này. Đấy, câu thứ hai này, câu thứ hai là Jean Silver Gold này. Gold này. Rồi câu thứ ba này. Câu thứ ba là 22 July Thursday at 22 July Thursday này. Rồi câu thứ ba. Câu thứ tư là option này. Rồi câu thứ năm này. Podcast for space time này. Podcast for space time này. Rồi câu thứ sáu là 9.99 này. Rồi câu thứ bảy này, NTF này, câu thứ bảy. The Game Hero này. The Game Hero này. Đấy. Câu thứ 8 này. Câu thứ 8 là 24 này. Rồi, câu thứ 9 là Yết này. Rồi, câu thứ 10 là The Infinity Space này. Infinity Space này. Đó, kiểm tra lại một lượt nữa là ok rồi các bạn nhé. Đấy, số 1 là O này. Rồi, số 2 là Jane này. Số 3 là 22 June này. Thursday này. Action này, podcast này, 9.99 này, đấy, The Game Hero này, The Game Hero Action này, rồi 24 này, Yết này, The Infinity này, rồi, ok, bấm gửi là được, rồi, xem điểm số, 10/10, khỏi phải nghĩ, 10/10, chuẩn rồi nhé các bạn nhé, rồi. Chúc các bạn thành công với dự án này và đừng quên đăng ký kênh cũng như là bật chuông để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video dự án sau. Bye bye.